Kính bạch sư, sư cho con hỏi là bạn trai con đi đâu cũng xin con. Như việc ảnh đi nhậu, ảnh xin con cho đi thì con có cộng nghiệp gì không? Con thì chỉ cần một cái nhìn một cái thôi là ảnh biết ảnh nên làm cái gì. Con ít khi nói mà con nói con làm nên ảnh cũng ngán con. Trước đó con hay cãi nhau vấn đề này, dù con đã khuyên can bằng rằng tác hại của việc uống rượu bia như thế nào. Con thì không dùng bia rượu chất say gì hết. Con suy nghĩ rằng mọi thứ do duyên mà có đồ phải mất và ai cũng có nghiệp riêng của mình. Không lẽ suốt đời con cứ như vậy hoài, nên mỗi lần đi thì con bảo tự ý thức được sức khỏe của mình. Trong trường hợp này sư giảng giải giúp con. Nó có hai vấn đề ở đạo và vấn đề ở đời. Vấn đề ở đạo á, là nếu như mà quý vị cho thì đương nhiên là có cộng nghiệp rồi nha, tức là mình cho người ta đi uống rượu thì bản thân nó đã là sự cộng nghiệp rồi. Chẳng thà đó mình nói là bây giờ xin là không có cho nha, còn thân của anh có nghiệp của anh, tự anh liệu, anh biết chuyện gì tốt cho mình anh làm, thì như vậy á, là mình không có cộng nghiệp. Và ở trong kinh cũng có nhiều trường hợp như vậy, tức là mình khuyên người ta nhưng người ta không nghe, thì mình chỉ đơn giản mình nói là anh nên ghi nhận điều đó, tức là tôi đã nói rồi, anh không nghe thì hậu quả anh tự anh gánh thôi, tức là mình không có dính mắc. Giống như có vị tỷ kheo á, thấy khổ quá thì vị này có cái ý định là quyên sinh. Ngài Xá Lợi Phất á, ngài đến và ngài nói với vị tỷ kheo này á, là sư cái mạng sống là đáng trân quý và không nên quyên sinh như vậy. Nhưng mà vị này vẫn nhất quyết quyên sinh, thì ngài Xá Lợi Phất nói sư hãy ghi nhận điều đó, tức là tôi đã nói rồi mà sư, cái quyết định của sư thì sư chịu trách nhiệm, đơn giản như vậy thôi. Còn nói theo cái đời á, thì sư không biết là quý vị có tính kết hôn hay là không, rồi hay là nói một cách nó thẳng thừng hơn là quý vị có tính sanh con hay không. Đôi khi cái chuyện sanh con á, là do mình muốn, mà cũng có khi mình sanh con á, là do tai nạn. Thì mình có chuẩn bị hay là chưa? Tại vì á, bác sĩ á, thì họ nói như thế này nè. Thường á, người Việt của mình á, mình chỉ tính đến cái chuyện là dưỡng thai khi đã có thai thôi. Nhưng mà họ không biết là cái chuyện dưỡng thai phải bắt đầu kể từ khi mà hai người á, có chuẩn bị có cái mối quan hệ nam nữ là phải dưỡng thai rồi. Tại sao? Tại vì nếu như á, mà có cái sự mà đậu thai á, mà khi đó nó có cái rượu ở trong đó, đó là nguy cơ cái đứa nhỏ nó bị tổn thương cái thần kinh á, là cao vô cùng. Cho nên thật sự nếu như mà mình nghĩ chuyện đường con cái mà biết thương cái đứa con của mình, thì kể từ khi mình xác nhận thì mình đã phải kiêng rượu bia rồi, chứ không phải chờ tới lúc mà có thai mới nghĩ đến cái chuyện là kiêng. Xin thưa là tới hồi mà đã báo có rồi là nó đã muộn. Bác sĩ nói muộn rồi, tới đó là muộn rồi. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.